Chào các bác nha. Hôm nay đang rảnh đi đặt cái bẫy cạm bàn đạp này, sập chân này, khập chân này. Bẫy con chồn vọc mã và làm nồi lẩu ăn cho sướng. Một năm đến mùa rét là tôi hay vào đây, tôi vào khu này tôi đặt cạm này. Bọc má hai xuống những khe bụi lùm lùm rậm này, nó đi kiếm ăn, đi thành từng đường đường luôn, móc nước bới tinh hết luôn đấy. Đây nha các bác nha, tôi vừa với tỏa cạm này nha. Đây, tôi vừa phát hiện ra con chồn này lại quay lại đây, không biết có phải chồn không mà đây thế điều mò nó chưa, nó đi à? Mà không biết sao nó cứ đi, nó cứ xéo xéo những cái cây này. Anh từng bước bước chân thôi, bỏ mõm thôi. Đấy, đi trên đường này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Lần trước là nó xéo như thế này rồi. Mình đi vào đây và dấu chân mình đây nó lại không thấy nữa. Hình như nó vẫn vào đấy. À, vẫn còn bước chân ở đây. Ừ, vẫn còn. Đi một vòng. Qua bên này. Qua bên kia. Này nào, đặt luôn đấy nha, đặt bẫy luôn đây luôn nha các bạn nha. Bây giờ sập bẫy quá, ôi giời ơi, dính gì không, dính dính con chuột thế này, ôi giời. Đường rõ là đẹp, dính chuột các bạn, thôi mong phải chăn chồn. Mang chăn chồn ấy tung lẫy thì bước, sao lại không thấy hiện tượng gì nhỉ? Ôi giời, đến ạ mất rồi, dính chim gì này. Lâu chưa? Trời ơi, này, dính con chim bé bé này. Đã mất. Xem nào, cầm cái này. Đi xem, đặt lại bẫy. Con nào ấy, cái nào chưa dính rồi, đặt cái cài ấy đi. Đây. Để bọn ra cáo mèo nó trồn chứ, kiểu nó đến, nó đánh hơi đấy, mùi nó đến. Xe đạp đấy, hình như là bẫy này ở đây các bác này. Sao lại mẹ sư, dính con chim ấy. Chim đẹp ấy, con này gọi là con gì? Phượng hoàng hay cái gì? Chết rồi, tiếc quá. Cặp phải chân. Sao dính chồn cáo mà không dính gì? Dính con chim này nhỉ? Chết mất con chim này. Lâu chưa? Cái này cũng mới chết thôi. Chưa có mùi gì hết, trong mới thôi, trong mới hôm qua. Trời, chết con chim đẹp phải tiếc thế nhỉ, thà dính chồn dính cáo còn hơn. Trời, chồn bạc má ơi, làm con đi nào. Hôm nay chưa được con nào chém đấy. Ừ.
Ơi, sao lại toàn dính chim này? Lại một con chim. Chim nữa, ôi đẹp thế nhở. Ô, chim gì đây? À, con loan phượng hay gì đấy nhỉ? Đẹp thế nhỉ? Toàn bị kẹp chân thế này, nuôi làm sao được? Tiếc quá nhỉ, khá nhỉ? Đẹp thật. À, tôi đây đã đi vào xem mấy cái trong kia đã nhé. Xem nốt trong này. Xem nào. Cái này chắc không dính cái gì. Treo con chim vào đây. Treo con chim nhỏ vào đây. Treo con chim nhỏ vào đây. Để cho nó, một cái cáo nó có mùi nó đến nhé các bác nha. Đây, treo đây để cho nó có mùi nó đến nhau nha. Để nó có mùi nó đến nhé. Đây, để như này. Thế này không đi vơ này, nó vào đây bới đây các bạn này. Bới đây mà không đi qua đây vơ. Rồi. Rồi. Mấy con chim. Mấy con chim. Hai con chim. Hai con loan phượng. Không phải loan phượng nhỉ? Hình như thế. Chả nhớ cái tên nó là gì, nhưng đẹp thật chứ. Có dính cái chim này. Bắt vào đường chôn mà chả thấy chôn đâu. Dính con chim này. Chân ở đâu? À, hình như vẫn nuôi được đấy các bạn. Chưa bị cụt chân đâu. Hình như con này vẫn nuôi được các bạn. Này, cái chân của nó này. Nó bị kẹp ngang qua đây mà. Kẹp qua đây. Khả năng vẫn nuôi được. Đẹp thật. Đây. Ui, ui, ui. Đẹp là phết. Nhìn đẹp không? Mời nuôi thử nhau. Đút tuổi áo. Con này còn sống. Đi à, đặt bẫy chỗ khác nha các bác nhé. Đặt bẫy chỗ khác. Cái dấu chân con chảy cáo này các bác này. Nó là chân hựa. Đấy, thấy chưa? Thấy dấu chân nó chưa? Con này to đấy, không phải bé đâu. To đấy. Thành đống tuấn hết này. Vết chân. Tắt luôn này nha.
luôn đấy nhá. Chim đi trồn đi, toàn đi toàn đi chim. Đơn giản đấy ạ.